Xin kính chào quý cô chú, xin kính chào cả nhà đang xem kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Thì cả nhà ơi, giờ Châu, mẹ Châu với bé Na chuẩn bị về nhà bà cố. Tạm biệt nhà của bà ngoại, tạm biệt Vĩnh Long. Về thì vui, đi thì buồn. Hả? Con bận áo khoác vô không con? Không có đem được nè, con bận áo phát vô nè. Hả? Không có đem được. Mẹ bà Tư thương. Bà Tư thương, bà Tư nói vậy chứ đâu có đem chó đi được. Đi đâu được con? Mẹ đi ra, đừng chạy. Mẹ chạy đi, Mẹ, con mình cho con. Cậu Út chở đồ của Na đi xuống xe. Cái đó bỏ lại mẹ, cái đó không có lấy. Vậy, đem về bển cũng đâu có chơi làm chi, mấy cái đó dơ lắm. Đi xe bao hay gì? Dạ. Đem bển cho nó chơi. Thôi. Thôi hả? Ừ. Đem về bài nhà của bà ông Mười tùm lum mất công nữa. Con à, ông cậu Tư đi. Ủa cậu mình đi bộ cũng được mẹ. Trời ơi. Hả? Đi bộ rồi mẹ đi ra, mẹ đi ông Tư trước thôi, con với Hana lội bộ tèn tèn ra. Rồi ngoại Hana đi trước rồi, giờ Châu với Na đi sau. Tạm biệt nhà bà ngoại đi, bye bye chó của ngoại đi. Gì con? Đi. Hana nó nói nè nóng nực quá. Đi. Chị đi nha. Bà nội đâu? Con đi bà Năm ơi. Thôi được rồi cái. Cho chị gửi lời là con đi nha bà Nam, gửi lời giùm nội giùm chị nha. Dạ con đi về ngoại con rồi, con đi về ngoại luôn nha bà Nam. Gửi lời trong ông xã nha. Dạ rồi con ạ. Bà Cốc con đi đi. Dạ con đi hả? Con đi. Nhớ ngoại con không? Nhớ không? À, nhớ không con? Dạ nhớ. Gật đầu không mà không có nói. Năm mới lại khỏe nha bà Nam. Dạ chắc không á. Dạ ai quên tay bay rồi, mình mới bay gài hả? Nó bay bay đi bà Tư đâu, kêu con kêu bà Tư thử coi bà Tư nghe không. Bà Tư ơi, Na đi, Na đi nha. Rồi lên cậu Út chở đi. Hả? Chó không có được. Dạ lên cậu chờ ngồi trước đi cậu chờ. Đó bà Tư đó, nó đòi chó hồi nãy giờ nè. Không có gì đâu, hôm nay cũng sao về nha. Trời bận áo khoác đẹp á. Mùa hè năm sau thì sắp hai chó nha. Rồi bye bye con, về ngoái khỏe, học ngoan nha. Dạ đi con. Nó bà Tư ở lại khỏe nghe đi con. Gật gật đầu không, không nói chuyện. Hồi nãy giờ đòi chó quý thằng rồi. Bây giờ mùa sau đi, mùa lên sau hai con đi. Chó kia. Con đứng lên phía trước đi. Rồi bà Tư cho hai con. Lên đây hả? Xe chị. Chào cậu đi con. Rồi tới xe này. Mẹ ngồi trước đi mẹ. Ừ, bà ngoại cũng đi nữa nè, nãy giờ nó tưởng mẹ không đi. Hồi nãy mẹ khóc cái nó kêu mẹ ơi ôm bà ngoại đi mẹ. Đi phà đi cầu gì ta? Em đi cầu mình đi phà lâu quá. Đi phà lâu mà nó mắc hết ta ơi. Em đi cầu. Rồi xa 20 cây số em cũng đi cầu. Rồi về
chốc đi, chừng nào qua kia chạy luôn đi hả nghe. Giờ đi về nhà bà cố với bút nha con. Rồi lọc nón xuống đây cho mát. Rồi tạm biệt quê hương Vĩnh Long, mẹ con dâu đi về Bến Tre, quê hương ngoại. Xin kính mời cả nhà cùng đi Bến Tre với Châu nha. Lên xe chạy được một đoạn thì bé Na ngủ ông bà cô chú. Bé Na đi xe thì Na rất là dễ ngủ luôn. Lên xe xíu là buồn ngủ rồi. Cũng may là Na đi xe rất là dễ, không có say xe và đi tàu đò đồ cũng vậy luôn, nên là cũng mừng. Lên xe cái cậu chở gia đình Châu về Bến Tre, mở nhạc im quá mà nên là ngủ. Đi xe nó ngủ công nhận ngủ hay thì. Mà chưa hả? Mới có sắp tới thôi phải không? Yeah. Sắp tới rồi mà chưa. Chỗ là cái nhà bán phân. Bán phân. Yeah, lực kìa, lực kìa. Thấy như lực kìa đó. Sân này đẹp quá, chắc mượn nha, vô được không ta? Có bị chửi không ta? Không. Vô đại luôn ha. Ừ. Vô đây mà, ghé vô đây. Không, nhà người khó chịu, không cho vô sân. À, sao bể. Đỡ rồi. Mẹ ơi, tới rồi. Tới rồi, rồi con xuống đi nè. Con lấy nón, con đợi nón vô con nha. Con ạ, à, ông đàng hoàng nha con. Mẹ ơi, không phải bà cô mà. Mẹ ơi, điện thoại của ai vậy? Của ông. Ông. Ơi, bà có ông 10 đi, xuống đi. Mang giày vô, mang giày vô. Mang giày vô, xuống ạ, ông 10 nha, ông 10 đi con. Mẹ ơi, bà cô. Bà cố đâu rồi ha, bà cố còn trong kia. Cậu. Nè, giúp. Về ta ấy ơn. Thấy kêu ăn nó ấy được rồi con về. Đi ơi làm giùm chị ly cà phê đi ơi. Về đi. Gì cơ? Nếu mà cà phê dạ. Vô có ly không? Vô có ly ngủ. Gì cơ? Bạn đi nó ăn nhớ nữa. Hả? Gì con nóng quá chứ vậy? Cái bàn của con đâu rồi? Nè. Trong đây nè. Đây để mẹ. Đây nè con. Từ lấy vô cho con. Vô vô đi, vô. Cậu hai đi. Che dụ. Sao đi đừng nói vậy cậu hai. Đi lên sao lên con. Hả? Trời ơi, đi đâu cái đó. Đi lại đây cô ba khác xuống đây. Trời ơi, cái trời ơi. Nó nói che dụ nè.
mốt nha, mốt em cà phê lên luôn rồi bà Tám ơi, nhanh quá ha. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Cậu ở đây con. Cảm ơn cậu kìa. Em đi đường xa, hôm nay nó không chết đâu. Thôi anh cũng về ạ. Thôi ngủ vậy, trời trời đừng có ấy, để em bé ngủ đi. Đi đâu để giờ ở đây nhà bà cố với nhà của ông Na Dìa đây. Na Dìa lần này ở nhà ké ông Mười. Trái cây. Để sách về tắm. Cái này vô tắm hết thôi. Này vô tắm. Đúng quá nè. Nóng nè Hana, cái Hana không có dụ che đi. Không có dụ che. Trời con có nóng rồi. Dụ có. Trời ơi, trời gì nóng. Bà bữa nay bà xuống chơi hả? Bà xuống hồi nào? Đám cưới. Mới rước bà xuống ăn đám cưới đây luôn á. À, xuống ăn đám cưới đó hả? Đám cưới. Ừ. Tí rước bà xuống đó. Đập tùm lum hết trơn. Cái gì chứ? Ừ. Thay con sách một tấm cho mẹ. Thấy gì báo nha. Con gì tảo thế mày. Nhà bà cố con ạ, bà Mười với bà cố này đi rồi đi. Hả à, bà cố ạ, à, bà Mười con đi trong cố. Hả à, đi con. À gật đầu một cái đi. À. Vỗ đi con. À con ạ. Thơm đào xuống. À nhất mờ hay nè, vỗ nhất. Rồi đi, cậu hai ra rước luôn chai dù nè, cậu hai chai dù cho cháu nè. Cháu được à. Hai chai dù đi ra. Đi ra. Cháu đi ké. Vô lên, vô cao lên. Cao lên chút mới được. Ừ, đi cặp vô. Cặp qua đây nè, cặp đi cặp con bẩn cho xem. Không có tay rồi đó. Mũ tay hả? Không có. Con bị phỏng. Bị phỏng hả? Hai bị phỏng. Con. Sao phỏng? Hả? Đi vô đâu? Vô vô kia hả? Sao phỏng vậy? Không che cháu, bỏ cháu luôn rồi. Trời ơi. Có ông Tám nữa kìa. Ông Tám lên đây ở đây, đây tới đám cưới luôn hả? Vậy đó hả? Dương Tám. Cậu Út. Luôn rồi chứ chưa. Trời ơi. Chơi vui không? Dạ bà cố đi. Em cố chưa? À mấy ông chưa? Ngoại. Hả chứ có hả chưa? Hả chưa? Dạ hả đi vô ảo bà cố gạ mấy ông đi chứ. Hả bà cố trước đi. Nè đòi vô nhà bà cố nè, bà cố đi. Hả à, mấy ông nữa. Dạ, mấy ông. Nhiều ông rồi giờ ả mấy ông là được rồi. Ừ, vậy nó phải vậy mới được. Thấy ả mới được. Về tới rồi quậy nha, nhà bà cố quậy ông Út với Bốt nữa rồi. Quậy hiệp hai nữa rồi. Quậy hiệp hai nữa rồi. Trời ơi, cho chuối cao bà cố đốn để dành hẳm gài đó hả? Rồi bánh mì cái gì một bọc. Ủa bịch mấy cái keo keo mất rồi ta. Còn ngoài. Còn ngoài á. Còn ngoài vỏ. Cô Tí ra nhiều giá chùm vỏ nó cô Tí ơi, còn ngoài vỏ nó cô Tí ơi. Đẹp quá trời. Đổi áo này đi con. Bà cố khe bà cố luôn.
Phép bà có, phép bà có luôn. Nhìn đâu cái dép đâu, giờ gì chân nhắm, giò dính giò rồi, dép đâu. Là gì? Bà Út rửa, bà Út gắt đâu à, bà Út đâu. Gà, tiếng này ra quậy đợt 2 nữa nha bà Út. Bà Út xạ bà Út rồi bà ngoại em cho bà. Vô dép này đứa nào muốn mang nào? Quá trời quá đất. Rồi được rồi, mang đâu đó được. Đây đó hổng nó ra mang đó. Sữa chưa? Nó uống sữa nó không uống mà con đem về chổng vậy chứ nó không uống. Ủa không có cái gì đậu đẹp đó ta. Cậu cho cậu uống đi, nó uống chừng nào uống con cho nó uống. Ừ, ăn có hai cái hộp vịt lộn tới giờ luôn. Dạ ăn cơm ha. Ăn cơm hay ăn gì? Ăn cơm ha, bánh bao hả? Ăn bánh bao. Sáng nay con rồi đem ngồi dặn. 63 là cơm dặn dặn. Đâu bà Út kêu về điện cho bà Út nè. Thằng Năm bà Út nói chừng nào hôm nay gì tới điện. Bánh nè. Cháu gì tới nha em. Tới rồi. Đi, nó đi toilet rồi. Trời ơi, nó còn không được. Nó ngủ một chắc về tới đây luôn trời. Nó ngủ một chắc về tới đây luôn. Đi ai quê tiên nè. Khác gì lộn 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 dữ vậy? Lộn lộn thôi. Mất ở đó đang ngủ mà nghe về bật chạy chồng vô chạy ra. Cháu kia cháu đi cúc rồi bỏ cháu đi ngoài nắng luôn cười. Hả? Hai kìa, ai điện kìa? Hai kìa, hello. Ai điện đó vậy? Bốt đó, bốt điện thoại đó. Đầu rồi nha, hai đứa. Ngủ rồi, giờ tạm giỏi không? Dạ cũng được, không có quậy. Không mà nay về tổng làm như nó trắng lên ta. Trắng hả? Trắng hả? Bạn đồ kính nữa nè, về đây bạn đồ kính không ạ? Hôm bữa qua về treo có người khen mượn đồ đẹp, con nói của gì Út con cho đó. Ê trời ơi, thấy không? Thấy không? Đi đừng có chạy con. Có sao không? Đi đừng có chạy. Con chạy rồi. Trời ơi, hôm hả mà Út nó nói với mà Út nó đua nha. Rồi cái mà Út nó đưa tay móc chân rồi cái thua rồi. Thua mà Út rồi. Tại vì móc tay nó giờ tóc nó tơ rồi. Yeah.
Đây là bà ngoại quê Hai Moni Imo Imo Phai Bon Chế Imo mẹ âm mà âm mà âm mà là mẹ hả? Rồi biết cậu lâu về đi ra được rồi chơi chút rồi vậy chuối ngọt quá trời ngọt luôn mưa ra được á có dồi nữa hả ngoài á con biết nãy có là ngoài á đột này qua bốt giờ thành cái gì để cái chừng té đó nha bánh xe thì con chở hai lâu được rồi bánh xe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.